Con xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì trong video hôm nay thì con sẽ bán cây các cái mặt hàng cây dendro hàng mới về và toàn là những cây những chậu bụi lùm như thế này không à. Đây, đây là đầu tiên là cây tom sổ chớp 5%. Đó, rất là đẹp. Cô chú anh chị nhìn cây là biết tom sổ chớp rồi, lá tròn, thân xanh, khó lựa được chớp nên thành ra về thì khả năng sổ chớp cũng khá là cao. Đó. Cái mặt hoa con sẽ để đầu video của chúng chị xem. Tiếp theo bên đây là cây lan giáng xưa, của chú chị thấy không, bụi nào bụi đấy nó lùm to đùng luôn. Và giá bán con bán bao nhiêu, con sẽ bán đồng giá là 50.000 một cây và con bao ship từ 3 cây, có nghĩa là 3 chậu là sẽ là 150.000 đó. Tiếp theo đây là cây Morning Sun, cây này thì nó ít lùm hơn nhưng mà nó vẫn con sẽ lựa được những cái chậu lùm cho cô chú anh chị nhé. Cũng bắt đầu đứng ngọn như vòi rồi. Phía đây là cây Ben Soda vàng, cây này thì khá là lùm này. Cô chú anh chị nào mua những cái chậu Ben Soda này là lợi này. Lùm to đẹp. Ben Soda. Khá là lùm luôn. Để cô chú anh chị mình về mình làm chậu tác phẩm nhé. Chỉ với 50.000 một chậu, 3 chậu con bao ship. Phía bên đây là cây đồng tiền tím đang nhú nụ này, đa phần nhú nụ đó và bụi cũng khá là lùm. Về mình ghép chỉ cần ghép hai chậu này vô thành một chậu thôi là nó rất là to rồi. Và những cái cây đồng tiền tím này thì nó sai bông và cành hoa cần hoa nó khá là dài đẹp. Phía bên đây là cây mini nắng thái. Đó, bụi cũng khá là lùm, toàn là ghép 2 3 chậu lại một thôi và giá chỉ với 50.000, rất là rẻ luôn. Vì cái chậu siêu lùm luôn. Phía đây nữa là những cây bò tím, đó, cũng bụi cũng khá là lùm. Cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua cho shop Hoa Lan tụi con.